trồng. Này, một can ạ. Dạ. Món gì ạ? Quỳnh Năng ơi, món sắp bay ở là Quỳnh mầm à. Mầm học chăm phải mà bài thần điện nó cố mà lì dùng đồ trăng dùng sao mà lì chăm phải Cô nhớ ai mà không đã coi mày nói thì nó cố không lý cái mắm á bái sao nó này cái mắm เลื่อนบายสันบายสันมามันตะโฟบายสันนะตะทำดีจะมาบายฉันเอาตัวไปบายนะบายฉันบายฉันทุกคนบายฉันจะมาตะโกนบายแล้วเตรียมเตี๋ยวช่องมั่มนะดักบายฉันนะคุณนักก่อนซีเตี๋ยวนั่งไหนนะช่องมั่มน้องเตี๋ยวมั่มดอกคุณเจ้าไปกล่าว
cái bài crom à đây bài sân mà ai mâm đắc cầu bài sân tôi chào trồng đây bài lương ăn mầm tôi cho mẹ tôi cho ba cậu này nướng liên ta cậy mà ba không à đây cho ba thần đây là bình mọi phải cuốn hộp xa là mình sắp phủ các bạn bắt ăn không nữa ăn thôi ạ chuyển lên phần thôi ạ thế nó thôi ạ nó thôi ạ chả ba hai cái xì ạ anh à bạn ăn thịt anh à đông chai đông mầm ôi bài mà ai cũng chấp ăn đã phân tay nha bà bà nè ăn phải chứ mà cụ mình chơi trụ mọt nè sắp ảnh bà ăn nha lục bầu này này con này lấy mắm á này đang ai